Hiện tại mình đang sinh sống, học tập và làm việc tại Helsinki, Phần Lan. Video hôm nay là kỷ niệm ngày đầu tiên mình có bằng lái xe. Mọi người cùng xem video nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên mình có bằng lái xe và mình sẽ đi ra đường. Take a first ride ra đường một mình. Thì bình thường sẽ có bạn mình hoặc là đi học thì sẽ có thầy ở bên cạnh để hướng dẫn cho mình lái xe. Mà hôm nay thì sẽ đi một mình. Thì cái chỗ mình đi là một cái thư viện, nó cách nhà mình khoảng 10 km. Tại vì mình muốn dùng cái máy may ở để ở thư viện ấy, mình sẽ ra đấy. Thì theo Google Maps nó mất khoảng 12 phút đi xe, nhưng mà chắc là trừ hao thì sẽ là 15 hoặc 20 phút gì đấy. Tại vì giữa đâu sẽ có lạc đường, đi nhầm đường. Ok, mình đang khá là gì có xe này, giờ sẽ đi. Cũng hơi bị run nhưng mà chơi. Vì là lần đầu tiên nên là mình rất là muốn quay quay lại để kỷ niệm lần đầu tiên ra ngoài đường. Ok, đi thôi. Thank you.
Approximately 10 hours later.